Chú chó mới 7 ngày tuổi đã mất mẹ và thói quen khiến người khác đau lòng. Những đứa trẻ không có mẹ luôn là những đứa trẻ đáng thương và đáng dành nhiều tình cảm nhất. Chú chó trong đoạn clip trên tên là Bò, mẹ của em không may bị câu mất khi em chỉ mới vừa 7 ngày tuổi. Từ đó thì bé được chuyển sang ở với mẹ Ánh, cũng là cô chủ hiện tại của em. Vì mất mẹ từ nhỏ nên bây giờ dù đã lớn, Bò vẫn giữ lại thói quen khi còn bé. Chị Ánh chia sẻ, Bò cứ thỉnh thoảng thì hay ôm lấy gấu bông hoặc thứ gì đấy mềm mại rồi bú lấy bú để, sau đó chìm vào giấc ngủ. Đứa bé nào rời xa vòng tay mẹ cũng rất đáng thương, không có dòng sữa ngọt lành, cũng chẳng có những cái liếm đầy yêu thương, khiến con chỉ có thể tự mình tìm lại những ký ức về mẹ, về 7 ngày ngắn ngủi khi mà có mẹ cạnh bên. Hôm nay, chị có mua cho Bò một con gấu bông mới, em lại lấy nó mút lấy một cách ngon lành. Chứng kiến cảnh tượng này làm chị Ánh không khỏi thôi đau lòng. Mỗi lần như vậy, chị đều ôm lấy con và an ủi. Bò rất thông minh, như nghe hiểu mà dựa vào vòng tay ấm áp của mẹ Ánh như để tìm nguồn sức mạnh. Để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm đó của Bò, chị luôn cố gắng yêu thương và quan tâm đến em hết mức, thậm chí cho em ngủ trên giường cùng vợ chồng chị. Phía dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra xót xa trước hoàn cảnh của bé, đồng thời gửi lời chúc đến Bò và cô chủ, mong rằng Bò sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên mẹ Ánh trên chặng đường sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.